Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công cụ dùng để tẩy xóa trong Photoshop, xem nó làm việc như thế nào. Trên thanh công cụ, các bạn thấy thì đây là công cụ dùng để tẩy xóa, nó có tên là Eraser. Trong nhóm này nó có 3 công cụ là công cụ Eraser, công cụ Background Eraser và công cụ Matches Eraser. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về cái nguyên lý làm việc cũng như là cái cách sử dụng các công cụ này như thế nào. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về công cụ Eraser. Tôi nhấp chuột vào công cụ này để kích hoạt nó. Thì khi các bạn chọn công cụ Eraser thì trên màn hình cái con trỏ chuột nó sẽ biến thành một cái vòng tròn như thế này. Và cái vòng tròn này các bạn hình dung như là cái kích thước của cục tẩy. Vòng tròn này thì các bạn có thể thay đổi được kích thước của nó, cái đường kính của nó tùy ý. Các bạn có thể tăng to lên hoặc là giảm nhỏ xuống. Khi các bạn tăng to lên thì mỗi lần xóa nó sẽ xóa đi một mảng lớn. Và nếu các bạn giảm nhỏ thì mỗi lần xóa các bạn xóa một cái vùng nó nhỏ hơn. Và cái việc mà tăng giảm kích thước của cái vòng tròn này có 3 cách. Thứ nhất là các bạn bấm phím dấu ngoặc móc mở thì nó sẽ giảm. Các bạn bấm phím trên bàn phím mà cái dấu ngoặc móc mở nó sẽ giảm cái đường kính xuống. Và các bạn bấm phím dấu ngoặc đóng nó sẽ tăng to lên. Và to lớn nhỏ cỡ nào thì tùy ý chúng ta. Một cách nữa là các bạn có thể chỉnh ở trực tiếp ở đây. Các bạn nhấp vào đây, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Các bạn thay đổi giá trị trực tiếp ở trong cái hộp số này, hoặc là các bạn rê cái con chuột này ở cái mục size để thay đổi cái kích thước của cái vòng tròn đó. Ví dụ các bạn tăng lên ở mức này thì các bạn thấy cái vòng tròn khoảng bao nhiêu như thế này. Nếu tăng cao hơn nữa thì các bạn thấy là vòng tròn nó to hơn. Và giảm thì nó sẽ nhỏ xuống. Đó là cách thứ hai để các bạn thay đổi đường kính của vòng tròn này. Còn một cách nữa là các bạn sau khi chọn công cụ xong các bạn nhấp chuột phải vào cái bức ảnh. Nó cũng xuất hiện ra một cái bảng như thế này. Và các bạn có thể thay đổi đường kính của cái vòng tròn đó bằng cách là rê con chuột để thay đổi cái giá trị này. Sử dụng công cụ này như thế nào? Khi các bạn chọn công cụ xong và các bạn chọn một cái đường kính lớn nhỏ tùy ý các bạn. Sau đó các bạn nhấp giữ chuột và rê lên trên cái file ảnh tại cái khu vực mà các bạn muốn tẩy xóa. Thì rê đến đâu nó sẽ tẩy xóa đến đó. Nhấp giữ chuột và rê. Hoặc các bạn không muốn nhấp giữ chuột và rê thì các bạn có thể nhấp chuột một lần thì nó sẽ xóa. Và cái phần ảnh mà nó xóa thì nó phụ thuộc vào cái đường kính của cái vòng tròn các bạn đang xem trên màn hình này. Cái vòng tròn đường kính của cái cục tẩy. Nếu đường kính càng lớn, các bạn nhấp chuột một lần nó sẽ xóa một cái mảng lớn. Mà cái đường kính càng nhỏ, các bạn nhấp chuột một lần thì nó sẽ xóa một cái đường, sẽ xóa một cái mảng nhỏ. Rồi, bây giờ các bạn nhấp chuột phải vào file ảnh, các bạn thấy nó xuất hiện cái hộp thoại như thế này. Và ở dưới này có thông số là hardness. Cái hardness này các bạn thấy bình thường nó là 100% thì nó như thế nào? Giả sử bây giờ tôi chọn cái đường kính này là 150 pixel và cái hardness này nó là 100%, thì tôi nhấp chuột tôi xóa. Xóa. Các bạn thấy nó như thế này. Rồi bây giờ tôi giảm cái hardness này xuống còn khoảng 50%. Tôi nhập trực tiếp 50% vào đây. Và tiếp tục tôi nhấp chuột một lần để tôi xóa. Các bạn sẽ thấy cái đường biên bao quanh này
nó hơi bị nhòe đi, nó bị mờ dần chứ nó không còn sắc nét như ở trên nữa. Và tiếp tục tôi giảm cái hardness này xuống còn 0% thì tôi xóa. Các bạn thấy cái đường biên này nó càng mờ hơn nữa. Thì cái hardness nó quyết định cái đường biên của cái khu vực mà mình xóa đó các bạn. Ở đây nếu hardness bằng 100% thì cái đường biên này nó rất là sắc nét. Cái đường biên này đây nó rất là sắc cạnh. Và cái hardness này nó xuống còn 0% thì cái đường biên nó sẽ nhòe đi. Cái này mục đích là khi chúng ta xóa nó sẽ hòa lẫn vào những cái layer bên dưới. Rồi cái hardness là và như vậy. Còn ở đây là những cái hình dạng của cái cục tẩy mà Photoshop tạo sẵn cho chúng ta. Ví dụ như ở đây các bạn chọn cái dạng cục tẩy nó là ở số 44 này. Thì khi các bạn xóa nó không phải là xóa một vòng tròn nữa mà nó xóa theo cái hình dạng như thế này. Ví dụ như tôi chọn cái cọ là 44 và tôi tăng cái size nó lên. Các bạn thấy nè. Khi tôi nhấn tôi xóa thì nó xóa ra một cái hình dạng như thế này chứ không phải là một cái vòng tròn nữa. Thì cái này Photoshop tạo sẵn cho chúng ta thôi, chúng ta xài thôi chứ cũng không có quan trọng, không có. Rồi bây giờ tôi chuyển lại cái loại là cái dạng là vòng tròn. Và tôi tăng cái hardness này lên 100%. Kích thước nó tôi cho khoảng 150. Bạn thấy không? Và khi mình xóa, tức là cái khu vực mà mình xóa nó sẽ trở thành trong suốt, giống như là cái phần ảnh này bị khoét thủng đi đó các bạn. Nó trở thành trong suốt. Và nếu bên dưới nó có một layer nữa thì các bạn ngay vị trí này các bạn có thể nhìn thấy cái layer bên dưới. Ví dụ như tôi có cái file này, tôi mở ra. File rồi ok. Tôi đưa nó qua đây. Các bạn thấy ở dưới này là cái layer, một layer và cái layer hình em bé này là tôi vừa đưa vào cái bức ảnh này. Thì layer là như thế nào thì các bạn xem lại bài layer, các bạn sẽ hiểu rõ. Ở đây ví dụ như tôi dùng công cụ là eraser, tôi tăng kích thước lên, tôi xóa, các bạn thấy nè, nó sẽ hiện ra cái phần ảnh ở bên dưới tại vị trí của tôi xóa. Thì phần ảnh của cái layer này nó bị lấy mất đi rồi, nó tạo một cái khoảng trống thì chúng ta nhìn thấy được layer bên dưới. Đó ra các bạn thấy nè, cái hình em bé nằm phía trên và cái hình phong cảnh của cái con sông này là nằm phía dưới. Mà ở trên chúng ta đã xóa khoét đi một phần vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đối tượng ở layer bên dưới. Rồi vậy thôi. Rồi bên đây các bạn nhìn thấy cái file mà em bé này tôi vừa mở ra. Lúc nãy tôi vừa mở ra đó. Thì hiện tại bên đây nó là cái layer background. Khi các bạn xóa mà xóa trên cái layer background thì nó không phải là nó khoét thủng một lỗ để tạo thành trong suốt như vừa rồi mà chúng ta vừa xem, mà nó sẽ lấy cái nền, nó lấy cái màu background, nó fill vào cái khu vực mà chúng ta xóa. Ví dụ ở đây nè, tôi đang ở cái layer là background mà tôi xóa, các bạn thấy nó không tạo ra một cái phần trong suốt ở khu vực này nữa, mà thay vào đó là nó dùng cái màu background để nó fill vào cái khu vực mà chúng ta xóa, tại vì chúng ta xóa trên cái lớp background. Còn ở cái file này mà các bạn vừa được tìm hiểu xong thì tôi xóa đây không phải là xóa trên lớp background mà nó là một cái layer thường, cho nên nó khoét thủng luôn. Rồi ở cái bức ảnh này vì tôi xóa là trên lớp background cho nên nó fill cái màu background vào đây, mà hiện tại mà background là màu trắng cho nên tôi xóa tới đâu thì nó sẽ tô cái màu trắng vào đó. Ở đây tôi đổi cái màu background thành màu đỏ ví dụ như vậy, thì khi tôi xóa thì nó sẽ lấp cái màu đỏ vào đó. Rồi trở lại cái file này. Ở trên đây các bạn thấy là nó có cái thông số là opacity. Nếu tôi để opacity là 100% thì khi tôi xóa nó sẽ xóa hẳn. Rồi khi tôi giảm xuống opacity khoảng 50%
Khi tôi xóa các bạn thấy nè, nó xóa một phần mờ mờ chứ không phải là xóa hẳn. Mà muốn xóa cho trong suốt luôn cho chúng ta thấy rõ thì phải nhấp chuột nhiều lần. Nếu như tôi giảm cái opacity này xuống còn khoảng thật nhỏ, khoảng 5%, các bạn thấy là khi tôi xóa nè, nó xóa rất là ít, nó chỉ xóa khoảng 5% thôi. Và muốn xóa cho rõ ràng luôn, nó trong suốt cái khu vực này luôn thì phải nhấp chuột thật là nhiều lần thì nó mới xóa hết. Đó, vậy thôi các bạn, cái opacity là nó kiểm soát cái việc như vậy. Ví dụ ở đây nè, tôi xóa là 50%, tôi xóa là hiện tại trên đây các bạn thấy là opacity là tôi chọn là 39% nè. Khi tôi xóa một lần nè, tôi rê chuột tôi xóa nè, các bạn thấy nó xóa một phần mỏng thôi. Tôi rê tiếp nữa, xóa thêm nữa, rê tiếp nữa, rê tiếp nữa, và rê đến khi nào nhiều lần nó mới xóa thật sự, xóa mất cái phần ảnh nó đi, thì cái opacity nó là như vậy. Còn cái ở đây, nếu các bạn chọn vào nút là Erase to History thì khi nó xóa nó sẽ tô vào đó một cái phiên bản cái history mà chúng ta chọn. History như thế nào thì sau này các bạn sẽ tìm hiểu, bây giờ tạm thời chúng ta chỉ xem về công cụ Eraser nó làm việc như vậy thôi. Rồi tiếp theo, ở đây nó có một cái công cụ nữa là Background Eraser, thì công cụ này nó làm việc như thế nào? Bây giờ tôi bỏ cái layer này, trở lại cái bức ảnh ban đầu của chúng ta. Hiện tại cái công cụ Background Eraser nó đang ẩn đi. Các bạn muốn chọn thì các bạn phải nhấp chuột vào cái nhóm công cụ của nó, tức là công cụ Eraser này, và giữ chuột khoảng vài giây, khi đó nó hiện lên cái bảng này thì các bạn mới chọn tiếp công cụ mà chúng ta cần sử dụng. Ở đây tôi cần sử dụng là công cụ Background Eraser, cho nên tôi chọn đây là Background Eraser. Ở đây là do cái kích thước của nó quá nhỏ cho nên các bạn chỉ thấy gần như có một cái dấu thật ở trên màn hình thôi. Ở đây tôi tăng kích thước lên bằng cách là tôi bấm cái phím hoặc móc đóng, nó sẽ tăng dần lên. Rồi ở đây các bạn thấy đối với công cụ này thì ngay giữa của cái vòng tròn nó có một cái tâm, nhưng công cụ Eraser thì nó không có cái tâm ở giữa, và công cụ Background Eraser thì nó có cái tâm ngay giữa vòng tròn. Cái tâm nó dùng để làm gì? Thì cái công cụ Background Eraser này nó khác công cụ Eraser là ở chỗ đó. Đối với công cụ Background Eraser này, khi các bạn nhấp chuột để xóa thì nó sẽ xóa những cái phần ảnh nào mà có màu sắc phù hợp với cái điểm màu mà nó làm mẫu, mà nó lấy mẫu tại vị trí cái tâm nha các bạn. Tức là các bạn nhấp chuột để xóa thì nó sẽ tìm xem coi cái màu nào xóa, mà cái màu nào để nó so sánh, thì đầu tiên khi các bạn nhấp chuột nó sẽ lấy cái màu ngay tại vị trí của cái tâm của vòng tròn này, nó làm cái màu mẫu. Rồi nó sẽ tìm xem trong cái khu vực của vòng tròn đó, bên trong vòng tròn này tất cả những cái màu nào mà nó giống như mẫu thì nó sẽ xóa, còn không giống mẫu thì nó không xóa. Đó, Background Eraser nó làm việc như vậy. Mà cái mẫu, nó lấy mẫu thì nó có nhiều cái phương pháp lấy. Thứ nhất là có ba cái nút này, các bạn xem ở trên cái thanh tùy chọn này, nó có ba cái nút. Cái nút đầu tiên nó là sampling continuous, tức là lấy mẫu liên tục. Các bạn nhấp chuột xong thì nó sẽ lấy cái mẫu tại cái tâm của cái vòng tròn này, nó làm cái mẫu, và bên trong vòng tròn có những cái màu nào giống mẫu nó sẽ xóa, còn không giống mẫu thì nó không xóa. Và khi các bạn rê chuột đi thì nó sẽ lấy màu, nó lấy mẫu liên tục. Các bạn rê đến đâu, cái tâm nằm ở vị trí nào, nó sẽ lấy mẫu ngay vị trí đó. Cái thứ hai là cái nút sampling này là nó là once, tức là lấy mẫu một lần. Khi các bạn nhấp chuột thì nó lấy mẫu một lần duy nhất. Nó khác với cái nút này, chức năng ban đầu là lấy mẫu liên tục, còn ở đây nó chỉ lấy mẫu một lần ngay tại vị trí mà các bạn nhấp chuột thôi. Lấy một lần ở đó làm mẫu. Và cái bên đây là cái background swatch, là nó sẽ dùng cái mẫu là cái màu background. Rồi làm sao nó biết là cái màu nào để nó xóa như các bạn? Ví dụ như trở lại cái công cụ ban đầu này, là tôi chọn lấy mẫu liên tục. Ở đây tôi nhấp chuột thì tất cả những cái màu nào
gần giống với cái màu mẫu. Mà mẫu á, là tại cái vị trí mà tâm của vòng tròn này thì nó sẽ xóa. Nó xóa tất cả những cái màu nào giống với mẫu nằm bên trong cái vòng tròn. Các bạn theo kịp chưa? Và nó xác định cái việc giống hay không giống nó dựa vào thông số là tolerance này, là cái dung sai. Cái dung sai này mà càng lớn thì những cái màu nào gần giống với mẫu nó đều gom vô để nó xóa. Còn cái dung sai này, cái tolerance này nó càng nhỏ thì những màu nào gần thật là giống với mẫu nó mới chọn, còn cái nào mà khác với mẫu nhiều quá thì nó sẽ loại ra, nó không xóa. Ví dụ ở đây tôi chọn cái tolerance, các bạn chọn ví dụ như 1% đi, tôi giả sử, và tôi chọn đây là once, là lấy mẫu một lần. Đây tôi nhấp chuột, các bạn thấy không, nó chỉ xóa một mảng rất là nhỏ ở trong vòng tròn thôi, tại vì cái tolerance, cái dung sai nó quá nhỏ thì những cái màu nào thật là giống với cái màu mà tại vị trí tâm của cái vòng tròn này thì nó mới chọn để nó xóa. Nếu như tôi tăng cái dung sai này lên 100% luôn thì tôi nhấp chuột nó sẽ xóa toàn bộ cái phần bên trong, các bạn thấy không? Rồi vậy thôi. Ở đây tôi nói lại cái phần này là đây là nó lấy mẫu bằng cách là cái background swatch, nó lấy cái màu là màu của background. Ở đây các bạn chọn là cái chức năng là background swatch. Rồi các bạn xóa. Các bạn thấy là nó xóa một vệt rất là mờ. Là do nó dùng cái màu là màu background là màu đỏ. Mà trong khi cái tolerance, cái dung sai nó quá lớn 100% thì cái màu nào màu xanh xanh này nó cũng gần giống như nó đều xem như, giống như là cái màu mẫu để nó xóa luôn. Ở đây dung sai tôi chọn là cái tolerance, ví dụ tôi chọn là 20. Dung sai là 20%. Tôi chọn cái chức năng là background swatch. Tôi xóa, các bạn thấy nè, các bạn nhấp cỡ nào cũng không xóa được hết. Tại vì những cái màu nào nó lấy, nó căn cứ vào đây. Cái màu nó lấy là cái màu background, mà background hiện tại là màu đỏ, mà tôi xóa khu vực này thì đâu có cái màu đỏ để cho nó chọn. Cho nên nó không xóa gì hết. Nếu tôi tăng cái này lên 100% thì các bạn thấy nó sẽ xóa một ít. Tại vì những cái khu vực này, cái màu này nó do cái dung sai này quá lớn cho nên nó hiểu là cũng gần giống giống như cái màu đỏ này, thành ra nó xóa. Thì cái công cụ background eraser thì nó làm việc như vậy đó các bạn. Còn cái chức năng là contiguous và discontiguous này, các bạn chọn là cái contiguous là các bạn khi các bạn xóa thì những cái màu nào nó nằm liên tục với cái màu mẫu thì nó mới được xóa, còn nếu mà nó có một cái khoảng cách màu chặn ngang thì nó sẽ không xóa. Còn cái discontiguous này nó sẽ xóa tất cả, và khi xóa thì dĩ nhiên là nó xóa những cái thành phần nằm bên trong vòng tròn thôi nha các bạn. Các bạn muốn xóa khu vực nào thì các bạn cứ rê chuột đi thôi, chứ còn nó xóa thì nó xóa nằm trong vòng tròn. Rồi để các bạn hiểu rõ hơn một chút xíu nữa về cái công cụ background eraser này, tôi có một cái file như thế này. Thì giả sử như đây tôi fill một cái màu cho nó. Ví dụ tôi fill màu đỏ. Đây tôi fill nó màu xanh xanh dương này. Và ở đây tôi fill cho nó một cái màu ví dụ như xanh lá. Rồi, tôi chọn là background eraser. Ở đây, các bạn thấy hiện tại là cái vòng tròn này đang nằm trong cái khu vực của hình màu của cái vùng màu xanh dương. Khi tôi nhấp chuột một lần thì toàn bộ màu đều bị xóa. Ở đây nè, tôi nhấp chuột một lần, các bạn nhìn thấy là cái hình cái tâm của vòng tròn nó nằm ở khu vực màu xanh dương, nhưng mà cái hình vòng tròn nó nằm nó lấn sang cái hình màu xanh lá. Tôi nhấp chuột tôi xóa, các bạn thấy không, mặc dù cái vòng tròn nó lấn sang cái khu vực màu xanh lá nhưng mà cái tâm của vòng tròn nó vẫn nằm ở cái khu vực màu xanh dương,
thì nó xem cái màu xanh dương là cái màu mẫu. Nó sẽ tìm ở trong cái toàn bộ cái vòng tròn đó, cái khu nào mà có màu giống mẫu nó sẽ xóa, cho nên nó chỉ xóa cái phần màu xanh dương thôi. Với đây nè, tôi để qua đây, sang ở vị trí này. Cái tâm của vòng tròn hiện tại đang nằm ở bên cái khu vực màu xanh dương nè. Mặc dù cái vòng tròn nó lấn sang khu vực màu đỏ nè. Khi tôi rê chuột hoặc tôi nhấp chuột để tôi xóa, thì nguyên tắc là nó xóa tất cả những cái phần ảnh nào nằm trong vòng tròn, nhưng mà nó tìm cái màu nào giống với màu mẫu nó mới xóa. Các bạn thấy không? Rồi. Nó xóa cái phần màu xanh dương thôi. Rồi tiếp theo. Bây giờ tôi nhấp giữ chuột và tôi rê nha các bạn. Các bạn thấy tôi rê đến đâu nó xóa hết tất cả đến đó. Là vì tôi chọn ở đây là cái chức năng là lấy mẫu liên tục. Cái nút này tôi đang bấm chọn vào cái nút này. Nó là lấy mẫu liên tục. Cho nên khi tôi đưa chuột sang cái vị trí màu xanh lá này thì nó xem mẫu là màu xanh lá. Tôi đưa sang màu xanh dương này, nó xem mẫu là màu xanh dương. Và khi cái tâm của vòng tròn đến cái khu vực màu đỏ này thì nó xem đây là cái mẫu là màu đỏ. Nếu tôi chọn chức năng là once là lấy mẫu một lần. Ở đây, ví dụ ở đây tôi nhấp chuột vào đây, nhấp giữ chuột luôn. Thì nó sẽ lấy cái màu xanh lá này nó làm cái mẫu. Và tôi giữ chuột vào đầu tôi rê, các bạn rê vô tư. Nhưng mà cái màu nào không giống màu mẫu là nó không xóa. Mặc dù chúng ta muốn xóa khu vực bên đây, nó không xóa. Tại vì lấy mẫu một lần nó xem màu xanh xanh lá này mới là màu mẫu. Tôi rê sang đây nó xóa nè, đây là màu mẫu nè, giống mẫu nó xóa, mà tôi rê sang đây là nó không xóa gì hết. Rồi thì nguyên lý làm việc của công cụ là background eraser nó là như vậy, cũng không có gì phức tạp. Còn bên đây là công cụ Magic Eraser thì công cụ này nó xóa tự động các bạn. Cái này thì thôi các bạn tự tìm hiểu đi. Chứ tôi thấy công cụ này cái gì mà xài cái gì mà nó cứ tự động quá cũng không hay đâu các bạn. Chúng ta chịu khó làm thủ công thì nó sẽ theo ý, chứ còn cái gì cũng xài tự động hết thì nó kết quả nó không có đạt lắm. Cho nên công cụ này cũng không có phức tạp. Cái Magic Eraser này các bạn tự tìm hiểu thêm. Thì bài hôm nay đến đây là tạm dừng.